trong bóng đá, thẻ đỏ được xem là hình phạt nặng nhất trong một trận đấu. Nếu như cầu thủ không may nhận án phạt này từ trọng tài thì lập tức sẽ không được ở lại trên sân, dù là ghế dự bị. Hay nói một cách mỉa mai hơn là các cầu thủ này sẽ được vào phòng tắm sớm. Tấm thẻ đỏ gần nhất và có lẽ cũng đáng chú ý nhất là trường hợp của Paul Pogba trong trận derby nước Anh. Tiền vệ người Pháp vào sân từ đầu hiệp 2 và đã có một pha chơi bóng vô cùng thô bạo với cầu thủ của đội khách. Hậu quả là Pogba còn chưa kịp đổ mồ hôi nhưng vẫn nhận được vé đi tắm. Còn kết quả chung cuộc thì ai cũng đã khá rõ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp trong bóng đá mà các trọng tài lại dành tặng tấm thẻ quyền lực này cho các cầu thủ vì những lý do trời ơi đất hỡi. Đặc biệt là trước thời điểm VAR được áp dụng rộng rãi. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua những tấm thẻ đỏ vô duyên nhất trong lịch sử làm tốt cầu. Cầu thủ hút huấn luyện viên và cái kết. Mùa giải Bundesliga 2019-2020 ở vòng đấu thứ 11 diễn ra vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. Freiburg có màn tiếp đón Eintracht Frankfurt tại sân nhà và đã có bàn thắng dẫn trước do công của Petersen vào phút 77 và đang thi đấu hơn người khi mà Gelson Fernandes bên phía đội khách đã bị rút quyền thi đấu. Tuy nhiên, tình huống đang nói ở đây là có vẻ như các cầu thủ đội khách đã không giữ được sự bình tĩnh khi mà vào những phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ David Abraham đã có một pha hút thẳng vào huấn luyện viên đội chủ nhà là ông Christian Streich, người hiện tại đang đánh dấu một thập kỷ dẫn dắt câu lạc bộ này. Và đương nhiên sau tình huống đó thì mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. 22 con người trên sân lao vào ăn thua đủ với nhau. Các cầu thủ áo trắng cho rằng vị chiến lược gia đó đã cố tình ngăn chặn hướng chạy của họ nhằm câu giờ. Vì vậy, cầu thủ áo số 19 đã không giữ được sự bình tĩnh. Kết cục, cầu thủ người Argentina đã bị rút quyền thi đấu và thêm một cầu thủ nữa của đội chủ nhà là Vincenzo Grifo cũng phải nhận án phạt tương tự vì lỗi phản ứng. Cầu thủ tấn công luôn cậu bé nhặt bóng. Trong cuộc tiếp đón, câu lạc bộ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt ở thời điểm đó là Swansea tại sân nhà Stamford Bridge thuộc khuôn khổ bán kết lượt đi League Cup 2013. Swansea đã chơi một trận đấu kỳ cương và giành được lợi thế lớn trước khi cả hai đội đá lần lượt về trên sân Liberty. Chelsea trong một ngày thi đấu kém hiệu quả ở hàng công cùng với sự hế hình của hàng thủ, đặc biệt là hậu vệ Serbia Ivanovic đã phải chịu thất thủ với tỷ số 0-2 trước Thiên Nga Đen. Michu và Danny Graham là những cái tên đã ghi bàn cho câu lạc bộ của Suwell, tận dụng triệt để những sai lầm ngớ ngẩn của Chelsea và tạo nên thế an toàn trước trận lượt về. Vào phút 77 trong trận lượt về, khi đội bóng áo trắng chủ động chơi phòng ngự số đầu và đội khách Chelsea vẫn đang bế tắc trong việc chọc thủng lưới của Michel Vaughan, thì Swansea lại có thêm niềm tin thắng trận nhờ vào một cậu bé nhặt bóng. Trong tình huống tấn công bên phía cánh phải, Chelsea đã đưa bóng ra biên, đồng nghĩa với việc đội chủ nhà sẽ được thực hiện một pha ném bóng lên. Tuy nhiên, nhận thấy cậu bé nhặt bóng có tên là Charlie Morgan lại cầm quả bóng quá lâu, một trong những ngôi sao sáng nhất của Chelsea thời điểm đó, Eden Hazard đã tiến tới và yêu cầu Charlie nhanh chóng đưa quả bóng vào cột. Nhưng khi gặp lại sự kháng cự của cậu nhóc, Hazard đã không giữ được sự bình tĩnh và đá vào phần hông của Morgan. Một hành động rất phi thể thao và Hazard ngay lập tức phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Chung cuộc, Chelsea cũng đã đối thua với tỷ số 0-2. Ném tiền lên khán đài. Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Arsenal dù không nóng bỏng như những trận derby nước Anh hay derby Bắc London, nhưng nó vẫn kịch tính theo những cách rất riêng. Và trong một cuộc đụng độ như vậy, chúng ta đã được chứng kiến một trong những tấm thẻ đỏ dở khóc dở cười nhất lịch sử. Trong màn đối đầu giữa cả hai ở vòng 4 FA Cup năm 2002, Arsenal với lợi thế sân nhà đã có bàn thắng từ khá sớm do công của Bergkamp. Tuy nhiên, họ lại chịu tổn thất về mặt nhân sự khá lớn khi trung vệ Martin Keogh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 67. Trước khi cựu tiền đạo huyền thoại mang áo số 10 cũng phải nhận thẻ đỏ ở phút 71. Tưởng chừng như đó sẽ là cơ hội cho Liverpool sang bằng cách biệt, nhưng hành động thiếu suy nghĩ của cựu hậu vệ Jamie Carragher đã vô tình đưa đội nhà vào thế khó. Bất mãn với chiếc thẻ đỏ của trọng tài dành cho cựu tiền đạo người Hà Lan Dennis Bergkamp, các cổ động viên Arsenal đã thi nhau ném vật thể lạ xuống sân và một đồng xu từ trên khán đài đã bay trúng vào lưng của Jamie Carragher. Không giữ được sự bình tĩnh, Carragher đã ném lại đồng xu. Không giữ được bình tĩnh, Carragher ném lại đồng xu lên phía khán đài và hành động đó không ra khỏi tầm mắt của trọng tài chính, ông Mike Riley. Hậu quả là cựu hậu vệ này đã lãnh luôn tấm thẻ đỏ trực tiếp, khiến cho Liverpool không dám tấn công quá nhiều vì e ngại những pha bứt tốc của Thierry Henry. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 như vậy Arsenal. Cựu hậu vệ người Anh giờ đây đang là bình luận viên thể thao cũng đã lên tiếng xin lỗi vì hành động đó. Ngoại hình gây bối rối. Nếu các bạn là fan Chelsea hoặc Arsenal, chắc chắn sẽ không thể nào quên được trận thua nhục nhã 0-6 vào năm 2014 của pháo thủ
trước đội chủ sân Stamford Bridge vào đúng ngày mà Arsene Wenger có trận đấu thứ 1000 trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Hai bàn thắng từ rất sớm của Samuel Eto'o và Andre Schürrle đã là những dấu hiệu cảnh báo về một ngày chẳng lành của đội bóng áo đỏ. Hơn thế nữa, vào phút 16, Alex Oxlade-Chamberlain thay thế vai trò của thủ thành Wojciech-Szczęsny khi đá bay người cản phá cú sút của Hazard. Quả penalty là vô cùng xứng đáng, nhưng chiếc thẻ đỏ lại không dành cho cầu thủ người Anh mà lại dành cho Kieran Gibbs, người không hề tham gia vào pha bóng đó nhưng đã phải nhận một tấm thẻ đỏ đầy oan ức. Bất chấp việc các cầu thủ Arsenal có phân trần như thế nào, thì ông Andre Mariner vẫn không thay đổi quyết định của mình. Arsenal trong tình huống đó không những mất người oan, mà Eden Hazard còn nới rộng cách biệt với quả penalty thành công. Một trường thua tâm phục khẩu phục của đoàn quân Arsene Wenger. Hai thẻ vàng vì phân trần với trọng tài. Edinson Cavani luôn được đánh giá là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử PSG khi anh đã có 138 bàn thắng sau 200 trận ra sân. Và hành động ăn mừng trong tư thế bắn cung từ lâu đã là thương hiệu của tiền đạo người Uruguay. Thế nhưng vào năm 2014, Cavani đã một lần phải nhận thẻ đỏ vì pha ăn mừng này. Trong cuộc hành quân lên sân của Lens trong khuôn khổ Lyon, PSG những bàn thua sớm do công của Koulibaly. Nhưng Johan Cabaye và Maxwell đã nổ súng để lấy lại lợi thế cho đội khách. Không những vậy, PSG còn được hưởng một quả phạt đền. Và tiền đạo chủ lực của đội chủ sân công viên các hoàng tử khi đó là Cavani đã ấn định chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi ghi bàn, Cavani đã thực hiện phong cách bắn cung ăn mừng vô cùng quen thuộc và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo vì cho rằng đây là một hành động kích động bạo lực. Nhưng tiền đạo người Uruguay đã phân trần rằng anh không hề có ý gì cả. Thế nên, anh có lần thứ hai được nhìn thấy tấm thẻ màu vàng, đồng nghĩa với việc một vé đi tắm sớm. Rất may là PSG vẫn bảo toàn được cách biệt. Ăn thẻ đỏ vì tuột quần đối phương. Trong trận đấu giữa đội tuyển Hy Lạp và Bosnia Herzegovina trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Bosnia đã có bàn thắng ngay từ hiệp 1 do công của Miralem Pjanic. Tuy nhiên, họ đã không thể duy trì kết quả này đến cuối trận. Khi đồng hồ điểm qua phút thi đấu thứ 76, một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Tiền đạo và cũng là một trong những ngôi sao sáng nhất của Bosnia là Edin Dzeko đã có vô tình tuột quần của trung vệ Sokratis trong một pha tranh chấp. Không biết là hành động của tiền đạo người Bosnia khi đó là vô tình hay cố ý, vì trong pha quay chậm, Dzeko đã có tận 2 lần mong muốn kéo quần của trung vệ người Hy Lạp xuống. Và đương nhiên tình huống này đã khiến cho cả hai nhảy vào ăn thua đủ với nhau, còn Dzeko thì nhận thẻ vàng thứ hai. Còn thẻ đỏ trực tiếp dành cho một cầu thủ bên phía đội tuyển Hy Lạp là Kyriakos Papadopoulos do lỗi phản ứng. Kết quả chung cuộc, Hy Lạp đã tìm được bàn thắng sang bằng ở phút 90+5 và tỷ số là 1-1. Ra sân để chữa trị vết thương và ra luôn. Trong trận đấu giao hữu giữa Argentina và Ecuador vào năm 2013, cựu tiền vệ Javier Mascherano bị đau ở phần đùi và được các nhân viên y tế mang xe chuyên dụng vào sân để đưa anh ra. Tuy nhiên, trong quãng đường di chuyển từ sân ra bên ngoài, cựu tiền vệ này liên tục đạp vào vai của nhân viên y tế. Những cú đạp không hề mạnh, nhưng trọng tài lại thấy rằng đó là một hành động thiếu tôn trọng. Vì thế, ngay sau khi Mascherano được khiêng ra sân, trọng tài đã dành tặng cho anh một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Khi được hỏi vì sao để dùng chân đạp vào nhân viên y tế, Mascherano đã trả lời: do nhân viên này đẩy xe đi quá nhanh và điều đó làm cho anh sợ bị té. Nhưng mà kêu thì anh ta lại không nghe nên đã dùng chân để đạp vào phần vai để nhắc nhở. Nhưng kết quả là Mascherano đã bị đuổi khỏi sân. Vậy là chúng ta vừa điểm qua những tấm thẻ đỏ dở khóc dở cười trong làng tố cầu trong những năm trở lại đây. Ngoài ra còn có những tấm thẻ đỏ oan nghiệt khác như của Nani trong trận đấu giữa Real Madrid và Manchester United thuộc khuôn khổ Champions League. Tình huống đã trở thành chủ đề cho một câu nói đùa rất nổi tiếng: bị gái bỏ không đau bằng thẻ đỏ Nani. Có vẻ như với sự xuất hiện của VAR và các công nghệ theo dõi tầng tiếng khác, những tình huống kiểu như của Kieran Gibbs cũng khó lòng có thể lặp lại. Và đó là tất cả những gì có trên cảm show ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.